Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, tại thời điểm ba người Chu Chính Thư xuất thủ hướng Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đánh tới, thì đúng lúc đó, Hứa Đô lao ra xuất thủ, ngăn ba người này lại, đồng thời hướng võ giả của Đại Uy Vương Triều nói lời xin lỗi. Nhìn thấy hành động này của Hứa Đô, làm cho Chu Chính Thư có chút bất mãn, lớn tiếng quát, "Đô Thiên Vương, Chu Chính Thư ta làm việc, dường như còn chưa đến lượt ngươi tới quản chứ." Cũng không đợi cho Hứa Đô lên tiếng, đứng ở bên cạnh, Hoành Thiên Kiêu liền cười to mấy tiếng chào phúng nói, "Chu Chính Thư, xem ra võ vương của long nguyên vương triều các ngươi gan cũng bé quá đi nếu đã như vậy thì ngươi tốt nhất nên trở về tránh chọc cho vị đại nhân này không vui nói dứt lời hoành thiên kiêu không chút do dự lần thứ hai hướng đế thiên nhất và lãnh vô song đánh tới mà chu chính thư và lý nguyên thành thế vậy cũng không chịu thua lập tức theo sau xuất thủ đánh tới chứng kiến một màn này làm sắc mặt hứa đô đại biến lớn tiếng quát các ngươi mau dừng tay lại nói dứt lời thân hình hứa đô trong nháy mắt lao lên đem chu chính thư ngăn lại mà hai người hoành thiên kiêu và lý nguyên thành do không có ai ngăn cản nên vẫn tiếp tục lao lên đánh tới. Tại thời điểm hai người này sắp đánh trúng đế thiên nhất và lãnh vô song, thì có mấy đạo lưu quan lướt đến, mang theo uy áp kinh khủng, đem hai người trấn bay ra ngoài. Ổn định lại thân hình, thấy người đến là đám người lưu thái và tần trần, khiến Hoành Thiên Kiêu và Lý Nguyên Thành tức đến xanh mặt quát lớn, đám dung dế đại uy vương triều các ngươi, vậy mà dám đối với chúng ta động thủ, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Tần trần nghe vậy thì tức khắc xoay người lại nhìn hai tên này, cười như không cười nói ra, các ngươi là ai, các ngươi không phải là thập đại tân tú của bách triều chi địa hay sao? chẳng lẽ ở trong thiên ma bí cảnh đầu óc các ngươi đều trở nên ngốc à mà ngay cả bản thân là ai cũng không biết được thế nghe được lời này của tần trần làm hoành thiên kiêu cùng lý nguyên thành tức đến phát run lạnh giọng quát tiểu tử màu dao ma tinh ra đây chúng ta tha cho ngươi một mạng nếu không đừng trách đại vĩnh vương triều và đại đường vương triều không khách khí ở một bên nghe hai người này nói vậy mặc dù còn đang bị hứa đô trói buộc thế nhưng chu chính thu vẫn lớn tiếng chen vào nói còn có long nguyên vương triều ta nữa ngay khi chu chính thư vừa nói ra lời này hứa đô bị dọa cho mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra vội vàng hướng tầng trần chắp tay nói tần thiếu hiệp hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi cũng đúng lúc này ở thông đạo lối ra của thiên ma bí cảnh có mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên hàng lâm ngay sau đó thiên ma bí cảnh cũng triệt để đóng lại chậm rãi ẩn vào hư không rồi biến mất mà mấy đạo khí tức kinh khủng kia chính là trên thân của đám lão tổ bảy đại vương triều phát ra dẫn đầu đám người là lý huyền cơ chậm rãi hạ xuống phía dưới quảng trường cảm nhận được khí tức trên thân mấy người này phát ra làm mọi người ở trên quảng trường không khỏi hít vào một hơi khí lạnh trong đó cũng có dược vương viên chủ ánh mắt của nàng liền trở nên ngưng trọng nhìn đám người này bởi vì mấy người này đều đã đột phá đến nửa bước võ hoàng trong khi mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn tới thì ánh mắt của mấy người lý huyền cơ cũng nhìn sang bên này ngay khi nhìn thấy tần trần thì cả đám vội vàng kéo nhau đi tuy cười lên tiếng hỏi thăm trông thấy tần thiếu hiệp có thể bình an đi ra lão phu cũng yên tâm hơn rất nhiều xem ra khô lâu đà chủ chắc hẳn đã chết trong tay tần thiếu hiệp rồi lần này nếu như không có tần thiếu hiệp ra tay trợ giúp chỉ sợ tất cả chúng ta đều đã bỏ mạng trong thiên ma bí cảnh. Đứng ở xung quanh, nhìn mấy lão tổ của bảy đại vương triều, còn có cả thượng quan các chủ, mỗi người một câu trò chuyện với tần trần như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không thể tin được, mấy cường giả đứng đầu của bách triều chi địa, vậy mà lại tươi cười trò chuyện với một thiếu niên của đại uy vương triều. Đúng lúc này, mấy người Lý Huyền Cơ cũng chú ý đến ba người Chu Chính Thư, nên liền quay người nhìn đến hỏi, ba người các ngươi làm sao lại ở đây? Nghe lão tổ hỏi vậy, cả ba người sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh còn đang không biết phải giải thích chuyện này như thế nào thì ở một bên hứa đô liền đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt và sau khi biết được tất cả mọi chuyện ánh mắt của tái lạc xuyên và lý huyền cơ đột nhiên phát lạnh lớn tiếng quát chu chính thư lý nguyên thành sự tình có phải như vậy hay không mau thành thật khai báo đứng ở một bên lão tổ bùi đông hành của đại vĩnh vương triều cũng không nói lời nào trong đôi con ngươi lập lòe hàng mang lạnh lùng nhìn hoành thiên kiêu về phía ba người chu chính thư khi chứng kiến biểu tình này của lão tổ thì biểu tình liền dạy ra, hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn thấy biểu tình này của ba người, tái lạc xuyên và Lý Huyền Cơ liền hư lạnh một cái, đáng sợ uy thế cuồn cuộn tràn ra, trong nháy mắt đánh lên trên thân Chu Chính Thư và Lý Nguyên Thành, trấn cho hai tên này hộc máu bay ngược ra ngoài, sau đó quay sang Tần Trần lên tiếng nói, Tần Thiếu Hiệp, đệ tử của Vương Triều chúng ta vô tri, nên mới xông tới bằng hữu của Thiếu Hiệp, cũng may là chưa gây ra đại họa gì, mong Thiếu Hiệp khoan dung mà tha cho bọn chúng. Nói dứt lời, còn không đợi cho Tần Trần lên tiếng, thì hai vị lão tổ này đã quay sang chu chính thư và lý nguyên thành quát lớn hai người các ngươi còn không mau hướng tần thiếu hiệp xin lỗi bị dọa cho xanh mặt như thế chu chính thư và lý nguyên thành cũng không có suy nghĩ nhiều vội vàng tiến lên xin lỗi tần trần trên mặt không che giấu nỗi sợ hãi đến cực điểm về phía tần trần tự nhiên là hắn cũng không đi chấp nhận với hai người này ngược lại là hoành thiên kiêu khi ở trong phế tích cung điện người này tính toán mọi cách để làm hại mình đồng thời còn có phụ thân hoành vô kỵ của hắn nữa trước đây cũng mấy lần đối với mình động thủ nghĩ đến đây ánh mắt từng trần hiện lên một chút sát ý nhìn sang hoành thiên kiêu bất quá sợi sát ý này rất nhanh liền bị từng trần thu liễn lại thế nhưng một chút sát ý này lại bị bùi đông hành nhạy cảm phát giác ra được tức khắc liền quay sang hoành thiên kiêu lạnh giọng nói mới vừa rồi chính là ngươi xông tới trần thiếu hiệp sao lời nói vừa dứt bùi đông hành trực tiếp vung tay lên đánh ra một chưởng về phía hoành thiên kiêu đem tên này trong nháy mắt trấn cho nổ tung hóa thành bụi phấn chứng kiến một màn này làm cho đám người ở xung quanh không khỏi trợn mắt há mồm không ai ngờ tới lão tổ của đại vĩnh vương triều cứ như thế giết chết thiên tài đệ nhất của vương triều mình như vậy xử lý xong hoành thiên kiêu lão tổ bùi đông hành của đại vĩnh vương triều cũng không có ở lại đây hắn lấy lý do vương triều có việc cần xử lý nên liền cáo biệt từng trần rời đi trước mà mấy lão tổ của những vương triều khác cũng thế tất cả đều nhanh chóng quay trở lại vương triều của mình nội dung tập này đến đây là hết rồi để biết diễn biến tiếp theo của phim sẽ như thế nào mọi người nhớ vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau